Sau chiến thắng 2-1 trước kình địch cùng thành phố Manchester United, Man City chỉ còn cách cú ăn 3 một trận chung kết cuối cùng, trận đấu với Inter Milan ở khuôn khổ Champions League. Nhắc đến đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ thấy một đoàn quân bất khả chiến bại, không hề e sợ bất cứ một đối thủ nào. Kể từ khi nắm quyền tiếp quản đội chủ sân Etihad, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã hoàn toàn thay đổi đội bóng này. Từ một đội bóng hay bị mỉa mai là những gã nhà giàu dùng tiền mua danh hiệu, bây giờ Man City chính là hiện thân của một đội bóng không thể bị ngăn cản. Ngay sau đây, quý vị hãy cùng đi tìm hiểu về cách huấn luyện viên Pep Guardiola đã biến Man City thành một cỗ máy chiến thắng. Nhưng trước hết, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay figo.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây bạn sẽ thấy những đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Ngoại hạng Anh là một giải đấu vốn được các tín đồ của bộ môn túc cầu giáo xem là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Tuy nhiên, với lần thứ 3 liên tiếp nâng cao chiếc cúp tại giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù, cùng với 5 lần vô địch trong 6 mùa giải gần nhất, có thể nói bây giờ, Premier League không khác gì sân chơi của riêng Man City cả. Lần thứ 2 trong lịch sử bóng đá Anh, người ta phải dùng cụm từ thống trị giải đấu để nói về thành công của một đội bóng. Trước đó, cụm từ này thường được trao cho Manchester United ở những năm cuối thế kỷ 20 và giai đoạn đầu thế kỷ 21, thời điểm quỷ đỏ vô địch 8 lần trong 11 mùa giải cùng Sir Alex Ferguson. Hiện giờ, Pep Guardiola đang dần ghi tên mình vào danh sách những huấn luyện viên xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh như nhà cầm quân người Scotland đã từng. Với những ai ưa thích chiến thuật, ưa thích những đổi mới, cải tiến trong việc sử dụng nhân sự, họ chắc chắn sẽ dành cho Pep Guardiola một sự kính trọng. Thật sai lầm nếu nói rằng Pep Guardiola đạt được thành công là do hưởng lợi từ việc dẫn dắt một đội bóng giàu tiềm lực tài chính như Man City. Thực tế cho thấy, khoản chi dòng mua sắm cầu thủ của Man City trong 2 mùa giải gần nhất chỉ là 33 triệu bảng, ít nhất trong số nhóm Big Six. Xếp trên họ là Tottenham 200 triệu bảng, Liverpool 225 triệu bảng, Arsenal 304 triệu bảng, Man United 340 triệu bảng và Chelsea 513 triệu bảng. Thay vì chi tiêu ồ ạt như lúc mới tiếp quản câu lạc bộ, Man City đã mua sắm vô cùng khôn ngoan. Họ vẫn đưa về những cái tên đắt tiền như Erling Haaland hay Jack Grealish, nhưng cũng thu về lợi nhuận khi bán đi Raheem Sterling hay Gabriel Jesus. Cũng nhờ việc mua sắm khôn ngoan, nên Man City gần như rất ít khi bị mua hớ dưới thời của huấn luyện viên Pep Guardiola. Những bản hợp đồng xịt của họ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tại sao Man City lại mạnh tay đến vậy trong khoản mua sắm? Bởi lẽ họ đang sở hữu một vị chiến lược gia toàn năng trên băng ghế chỉ đạo. Pep Guardiola được mô tả là một huấn luyện viên phát cuồng vì bóng đá. Khi ông từng gọi điện cho Arjen Robben vào lúc 2 giờ đêm vì bất chợt nghĩ ra vai trò mới cho cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, trước khi dành thêm 1 giờ đồng hồ để giải thích cặn kẽ. Nếu mùa giải nào mà ông không tạo ra một điều gì đó mới mẻ trên băng ghế chỉ đạo, đó sẽ là mùa giải thất bại với riêng bản thân ông, theo như những gì chiến lược gia người Tây Ban Nha từng chia sẻ trước kia. Những phát kiến sáng tạo của Pep là vô kể. Lionel Messi ở vị trí số 9 nào, Philipp Lahm và Joshua Kimmich từ những hậu vệ cánh thông thường trở thành người chia bài ở tuyến giữa. Nâng cấp giá trị của João Cancelo dưới vai trò hậu vệ biên ảo, hay chuyện phù phép để Ilkay Gundogan trở thành vệ tinh xâm nhập trong vòng cấm đẳng cấp. Tuy không phải phát kiến nào của Pep cũng phát huy tác dụng như kỳ vọng, nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận những gì ông mang lại cho thế giới bóng đá. Ở mùa giải năm nay, những thay đổi từ con người đến chiến thuật của Pep đã giúp nâng cấp toàn bộ bộ mặt của Man City. Đầu tiên, đó là những nâng cấp nơi hàng tấn công. Vị trí tiền đạo cắm ở mùa giải trước vốn là điểm yếu cố hữu của Man City. Sergio Aguero khi ấy đã bước qua sườn dốc của sự nghiệp, còn Raheem Sterling và Jesus chưa bao giờ được tin tưởng. Họ cần một cây sân bản thực thụ, một tiền đạo có thể chuyển hóa những cơ hội dù là nhỏ nhất thành bàn thắng. Hơn ai hết, Pep Guardiola là người hiểu rõ điều đó. Để rồi cả Raheem Sterling lẫn Gabriel Jesus đều bị bán trong phiên chợ hè năm 2022, tạo đà để Man City tìm kiếm một phiên bản nâng cấp mới cho hàng công. Họ quyết định kích nổ bom tấn Erling Haaland với giá 60 triệu bảng nhằm giải quyết vấn đề này. Hiện tại, tiền đạo người Na Uy đã phá kỷ lục 34 bàn thắng tồn tại gần 2 thập kỷ tại Premier League của Alan Shearer, đồng thời sắp chạm cột mốc 50 bàn thắng trên mọi đấu trường. Chỉ tính riêng tại Premier League, Erling Haaland hiện có 36 bàn thắng, chiếm 38,7% số pha lập công của toàn đội, có số cao nhất của một cầu thủ dưới triều đại huấn luyện viên Pep Guardiola tại Man City. Sự xuất hiện của cầu thủ này đã mang lại sự đa dạng trong các phương án tấn công của Man City. Họ vẫn cầm bóng nhiều, bóp nghẹt đối phương bằng những pha hãm thành liên tục,
nhưng cũng có thể khởi phát bàn thắng bằng một pha phất bóng dài với đích đến là chàng tiền đạo cao tới 1m94. Ngoài ra, song song với Erling Haaland, Julian Alvarez cũng chính là một viên ngọc quý mới được phát hiện trong mùa giải năm nay. Sự sắc bén của cầu thủ người Argentina mỗi khi được trao cơ hội đã tạo nên một cơn đau đầu dễ chịu cho huấn luyện viên Pep Guardiola ở vị trí hàng công. Ngoài ra, Manchester City đã sử dụng những cầu thủ cây nhà lá vườn vô cùng hợp lý. Phil Foden hiện là một cái tên quan trọng ở hàng công. Cầu thủ sinh năm 2000 đang dần khẳng định mình và hứa hẹn sẽ vươn mình trở thành trụ cột chính không chỉ ở Man City mà còn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Rico Lewis thì đang là một phát hiện mới của Man City bên phía hành lang bên phải và sẽ là người thay thế cho Kyle Walker trong tương lai. Hậu vệ phải sinh năm 2004 đã có lúc được trao cơ hội trong đội hình xuất phát thay vì hai người đàn anh là Cancelo và Walker. Đó chính là thành quả của việc đầu tư 200 triệu bảng vào hệ thống đào tạo trẻ của Man City. Thế nhưng, đỉnh cao của Pep Guardiola nằm ở việc sử dụng nhân sự ở hàng phòng ngự. Chẳng hạn, vẫn chưa ai quên được việc giao Cancelo làm loạn khi đánh mất suất đá chính của mình sau World Cup 2022. Dĩ nhiên, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thì không hề nhượng bộ với chú cừu đen người Bồ Đào Nha khi đã thẳng tay đẩy cầu thủ này sang Bayern Munich. Nhiều người nghĩ rằng Pep đã tự mua dây buộc mình. Vốn dĩ, phát kiến giao Cancelo vốn đang hoạt động vô cùng hiệu quả. Thế nhưng, Pep Guardiola đã tìm ra một phương án mới để chữa cháy nội bộ vô cùng hoàn hảo mang tên Nathan Ake. Với việc sử dụng trung vệ người Hà Lan chám vào vị trí của Cancelo, hàng phòng ngự của Man City được gia cố rất nhiều. Cầu thủ người Hà Lan dù không sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng, nhưng lại cực kỳ chắc chắn trong khâu phòng ngự, giữ cự ly đội hình tốt, đồng thời rất khó bị đánh bại trong các tình huống đối đầu trực diện. Rõ ràng, lựa chọn phát triển bóng đá ở Man City vào lúc này không còn phụ thuộc vào vị trí hậu vệ biên ảo của Cancelo nữa. Pep Guardiola vẫn giữ vững khối đội hình 3-2-5 khi có bóng, nhưng trách nhiệm chia bài hỗ trợ cho Rodri vào lúc này được trao lại cho John Stones, một phán kiến bất ngờ khác của huấn luyện viên Pep Guardiola. Người ta bắt đầu chú ý đến trung vệ người Anh sau khi anh đạt tỷ lệ truyền chính xác lên tới 95% trong chiến thắng 4-1 trên Liverpool hồi tháng 4. Anh chạm bóng 80 lần, thực hiện 67 đường truyền, trong đó có 29 đường truyền một chạm, 15 lần khác là hai chạm. Điều này tức là có đến 65% đường truyền của John Stones diễn ra ở tốc độ nhanh, khiến nỗ lực pressing thu hồi bóng của các cầu thủ Liverpool gặp vô vàn khó khăn. Vị trí mới của John Stones giúp cho hệ thống phòng ngự của Man City dâng cao và khiến cho hàng phòng thủ của Liverpool lùi thấp hơn bình thường. Đó là điều khiến thuyền trưởng của Man City cảm thấy hài lòng. Với Rodri và John Stones ở trung lộ, Man City vẫn triển khai tấn công tốt mà vẫn đảm bảo việc chủ động phòng ngự từ xa. Từ một trung vệ bị xem như là vứt đi, Pep đã biến John Stones trở thành một quân bài quan trọng trong cách triển khai chiến thuật của mình. Có thể thấy, những phát kiến của Pep đã giúp Man City rất nhiều trong mùa giải năm nay. Hiện giờ, họ chỉ còn cách cú ăn ba lịch sử một trận chung kết cuối cùng. Hãy cùng chờ xem Pep Guardiola sẽ sử dụng chiến thuật gì khi đối đầu với ông vua đấu cúp Simone Inzaghi bên phía câu lạc bộ Inter Milan.